Mình là Queen và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thật chất thì video ngày hôm nay nó cũng không phải xuất phát từ một cái gì đó gọi là trend. Tại vì thường thì mình cũng không phải là một người bắt trend khá là tốt. Nhưng mà hôm bữa ở trên TikTok thì mình có coi được kiểu một cái video về gái Nhật đó. Đó là mình biết là các bạn biết cái trend đó luôn. Khi mà coi xong cái đó, tự nhiên cái mình ngẫm nghĩ làm sao. Mình nghĩ ra là trước giờ thì mình làm video chụp hình rất là nhiều, nhưng mà về những cái video mà chụp hình theo phong cách Nhật Bản nè thì chưa có. Mình thấy là những cái mà chụp theo phong cách Nhật Bản thì được rất là nhiều bạn ưa chuộng. Cộng thêm nữa đó là việc chỉnh màu thành cái màu Nhật Bản thì cũng rất là nhiều bạn thích luôn. Cho nên là hôm nay mình mới kiểu lợi dụng ra được cái suy nghĩ đó, xong rồi mình đưa vào video ngày hôm nay để mà mình có thể chỉ cho các bạn một vài những cái tips, những cái mẹo nè, làm sao để mà làm cho bức hình của chúng ta nhìn nó Nhật hơn. Ngay ở tại Việt Nam thì chúng ta có thể tìm một số những cái địa điểm và kết hợp từng cái chi tiết nhỏ, ví dụ như quần áo nè, phụ kiện sau đó và cái góc chụp để mà tạo ra một cái bức hình nó mang phong cách Nhật Bản nha. Ok, vậy thì bây giờ các bạn hãy cùng đi theo chân mình để xem là hôm nay mình sẽ chụp hình như thế nào nha. Let's go. Trước tiên thì để chụp ảnh concept Nhật Bản thì chúng ta hãy cùng xem qua một số ví dụ để mà dễ follow theo nha. Mình sẽ xét qua một số những cái đặc điểm. Thứ nhất là địa điểm thì mình chọn là chụp hình outdoor thì sẽ là những cái nơi như là tạp hóa này, cửa hàng tiện lợi, điểm dừng xe bus, sân vận động hoặc là đơn giản là trên đường. Thì về màu sắc có những cái màu rất là nổi bật nha, như là màu vàng, màu cam, tông đỏ và cả tông nâu. Thì thông thường mình thấy là mọi người nếu mà chỉnh màu Nhật Bản ha thì sẽ chỉnh màu nghiêng sang cái tông màu xanh lá một chút xíu, cái tấm hình nó sẽ rất là sáng luôn. Về tạo dáng và biểu cảm thì với những cái tấm hình Nhật Bản ha, mình thấy là các bạn thường chụp khá là tự nhiên luôn. Thì mình nghĩ là với cái concept này thì các bạn đơn giản cứ thể hiện mình ra, một là có thể là dễ thương, hai là diễn những cái gì mà theo cái cá tính của các bạn thôi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu vào video nha. Ở địa điểm đầu tiên thì đây là một địa điểm khá quen thuộc với mình và mình cũng thích chụp hình ở đây lắm. Ok, địa điểm thì mình đã để như ở trên màn hình. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu với cái set chụp ở đây thì mình sẽ chọn một bộ outfit, đó là một cái váy dây như thế này. Cái váy này thì mình mua là đồ second hand và mình mua ở shop đồ siêu chợ lớn nha. Trời ơi, mình thấy trên cái mác của nó ghi chữ tiếng Nhật luôn á, cho nên mình nghĩ là đồ này cũng từ Nhật qua. Đó, xong rồi cái này thì mình kết hợp với cái áo sơ mi tay dài. Tôi nhớ là phải thắt cái dây nịt nhìn cho nó xinh xinh ha. Một cái phụ kiện tiếp theo để mà hoàn thành cái look này đó chính là một cái túi như thế này. Nhìn sơ qua thì mình thấy là cái túi này nó khá là phù hợp với concept của mình ngày hôm nay. Mà nhắc tới cái em túi này thì mình thấy vui lắm luôn, cho nên là tiện thể mình phải khoe với mọi người cái em túi mình mới tạo được ở nhà Ukujo Workshop. Thì vì tính chất công việc nên là dù đi đâu mình cũng phải mang máy ảnh nè, laptop, bút và sổ và tất tần tật rất là nhiều thứ luôn. Trước đây thì mình hay dùng ba lô, tại vì ba lô có thể đựng được cả tỷ tỷ thứ luôn á. Nhưng mà giờ đây thì mình đã có một cái option khác cũng tiện dụng không kém và có thể mix match gọn gàng hơn, xinh xắn hơn, đó chính là em túi Ichi của nhà Ukujo Workshop. Túi bé bé vậy thôi chứ mà đựng được nhiều đồ lắm luôn á. Mình đựng vừa cả laptop và các bạn thấy là ở trong nó còn rất là nhiều những chỗ trống. Bonus thêm đó là chiếc túi này có cực kỳ nhiều những cái ngăn nhỏ rất là tiện dụng để mình có thể để bóp này, điện thoại nè. Và một cái điều mà mình cảm thấy là phù hợp với concept ngày hôm nay đó là cái dáng túi này nó khá là Nhật Bản, và cũng như là ở trên cái label thì nó có một vài những cái chữ Nhật Bản như vậy á, thì mình cảm giác là khi mà đưa về bức hình nó sẽ tạo mood cho bức hình này rất là nhiều. Vậy là với những cái item đơn giản thì mình đã hoàn thiện xong cái look này và mình sẽ bắt đầu chụp thôi nha. Hôm nay thì đồng hành với mình sẽ có một cái em xe cúp này rất là dễ thương. Thì bạn nào mà có xe cúp thì mình recommend là hãy nên sử dụng và tận dụng cái xe này nha. Mình sẽ tạo những cái dáng đơn giản như là có một chân lên. Hoặc là bây giờ mình sẽ ngồi dáng xéo xéo như vậy và bắt chéo cái chân qua nhau. Cái tấm hình này mình cực kỳ ưng ý, tại vì lúc này bạn mình bắt được đó là một cái xe tải nó đang đi gần ngang như vậy nè. Đó, trời ơi, sau lúc mình chỉnh màu lên nó y chang như là mình đang ở Nhật Bản vậy đó. Cái đèn và cái đề can ở trên cái xe tải này, trời ơi, nhìn nó màu cam cam và khi chỉnh lên nó rất là đẹp luôn. Theo thì có cái con xe cúp này chúng ta hãy trèo lên và chụp hình luôn ha. Nói chung là mình có thể diễn những cái dáng rất là đơn giản như là mình đưa hai chân lên như vậy nè, tạo những cái dáng thật là tinh nghịch, hoặc là chỉ đơn giản là ngồi thôi. Tấm tiếp theo thì mình sẽ đưa tay lên và che nắng nhẹ nhàng. Đó, ok, nếu như mà các bạn không có muốn diễn với một chiếc xe cúp hoặc là các bạn không có xe cúp thì các bạn có thể đứng ở ngay chỗ này và ngồi bệt xuống như thế này để diễn cũng ok nha. Và tiện thể thì mình có một món quà cho các bạn trong video ngày hôm nay, đó là các bạn hãy nhập mã ở trên đây của mình để mà được giảm 10% khi mua hàng tại Shopee của Ukujo Workshop nha. Mã giảm giá này thì sẽ có hiệu lực đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2021, cho nên là các bạn hãy nhanh tay sắm cho mình những chiếc túi xinh xắn từ nhà Ukujo nha.
Thường thì những cái tấm hình ở bên Nhật đó, người ta chụp, người ta có rất là nhiều những cái mảng sắc rất là gần gũi với thiên nhiên, cho nên là mình cũng muốn chụp. Từ shoot hình này về sau á thì mình sẽ chỉ chụp ở một địa điểm thôi, đó là cái chung cư Sky Garden ở Phú Mỹ Hưng. Nhân tiện thì ở trên Sky Garden này nó cũng có những cái khu rất là thoáng và cực kỳ nhiều cây xanh luôn. Mình nghĩ là cái phần này á, các bạn cứ đi từ từ là các bạn sẽ tìm được cái phần lan can đi xuống dưới như thế này nè. Mình sẽ tìm thêm một cái phụ kiện, đó chính là tai nghe. Mặc dù là tai nghe này mình không có cắm vào điện thoại đâu, mà mình chỉ để cho chơi thôi, tại mình ngượng ngựa cho nên là muốn hình đẹp. Ok, nói một chút về outfit. Outfit thì mình cũng đã thay đổi. Một cái điểm nổi bật trên outfit này đó chính là cái áo ghi là khoác ngoài. Mình tìm được cái áo này kiểu mình cực kỳ mừng luôn á. Trời ơi, nhìn nó rất là xinh và rất là dễ thương mà cũng lạ nữa. Và những cái item khác cũng cực kỳ đơn giản như là áo thi trắng và quần màu be. Và đương nhiên không thể quên phụ kiện, đó là chiếc túi. Thì đây là cái em túi thứ hai của nhà Okujo mà mình rất là yêu thích. Khi mà mình chỉ cần mang laptop thôi thì mình sẽ đeo cái em này. Đó, em này thì chất vải cũng y chang như em kia và có cái màu nâu rất là xinh. Ok, quay lại với set chụp thôi ha. Thì bây giờ mình sẽ đứng ở ngay cái là phần lan can này nè. Đó, và mình sẽ kêu camera hạ góc máy xuống nào. Tiếp theo thì hãy di chuyển bên trái một chút nha. Chính xác luôn. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu chụp hình nha. Mình sẽ tạo mấy cái dáng đơn giản, tại vì có cái lan can ở đây thì mình sẽ lợi dụng cái này để mà tạo dáng. Ví dụ như là mình bắt kéo hai tay qua và mình chống cằm lên chẳng hạn. Đó thì nó cũng có những cái dáng rất là tự nhiên. Và mình cảm thấy là khi mà mình lấy được cái phần nền phía sau là cây cối nè, cho cái tấm hình nhìn nó đẹp, nó rất là xinh. Và mình chỉnh màu lên nữa, nhìn nó cực kỳ là Nhật Bản luôn. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đưa góc máy lên ngay với cái lan can á, chụp từ đó qua thì nó sẽ tạo ra một cái đường dẫn từ cái phần đầu lan can tới cái chỗ mà mình đang đứng, cho nên là đây cũng là một cái góc máy cực kỳ đẹp và vẫn giữ được cái chất Nhật Bản nha. Ok, bây giờ xong cái set này thì mình sẽ di chuyển để xem là còn có chỗ nào đẹp để mà chụp nữa không. Đi qua thì rất là may mắn mình cũng đã gặp được GS25. Thì ở đây GS25 khá là lạ. Mình thấy là ở đây chất rất là nhiều đồ á, nhưng mà kiểu nhìn nó khá là tự nhiên và nó rất là nhiều màu sắc. Mình sẽ lợi dụng những cái màu sắc trên cái sạp đồ này và cũng như là ở cái tiệm đằng sau á. Và hơn nữa thì ở đây mình thấy là cái màu xanh dương với màu đỏ, màu cam này nó có đầy đủ hết luôn. Thì với cái outfit như hồi nãy, mình có thêm một cái chai nước. Chúng ta có thể kiểu cầm chai nước đứng trên cái thềm này và nhìn ra phía xa xăm. Ngoài cái góc nghiêng thì các bạn có thể chọn một cái góc chính diện để chụp hình luôn thì cũng vẫn rất là xinh nha. Thứ tiếp theo mà mình sẽ tận dụng đó chính là những cái biển hiệu rất là màu sắc ở đây. Thì ở trong cái khu này á, sẽ có những cái khu shop house, cho nên là khi các bạn đi vào cái đường luồng của khu shop house ha, các bạn sẽ thấy một dãy những cái biển hiệu như thế này, rất là nhiều màu sắc lấp lánh. Và cũng như là có những cái ánh đèn neon chẳng hạn thì chúng ta có thể tận dụng được. Ánh sáng ở đây thì cũng rất là vừa đủ, chúng ta chỉ cần kéo sáng lên một chút xíu thôi. Và ở đây thì mình sẽ tạo những cái dáng rất là tự nhiên và mình đứng như vậy thôi nè là đã đẹp lắm rồi. Nếu mà các bạn không thích đứng ở trong cái đường luồng thì các bạn có thể ra cái bậc thềm này để ngồi và mình sẽ thấy rõ hơn nhiều những cái biển hiệu. Nói chung ngồi thì mình có thể khép chân lại như vậy nè và đưa chân ra một chút xíu, nhìn chân mình nó sẽ dài hơn. Ý tưởng tiếp theo này á, thì mình đã có thấy ở trên Pinterest rồi. Mình thấy một cái chị chụp hình đu vô cái cột như thế này nè. Trời ơi, nhìn rất là cưng luôn, cho nên là mình cũng muốn cosplay thử xem là mình có dễ thương như chị đó không. Ok, thì ở trong cái khu này vẫn là Sky Garden nha. Và ở đây, khi các bạn đi ra gần cái khu vực mà sân tennis, vì ở đằng sau cái background nó sẽ có những cái cây đèn màu xanh của sân tennis và cũng như là những cái phần dưới ở sân tennis luôn, thì chúng ta có thể lấy cái đó làm background rất là thích hợp. Rồi, vô đây thì mình chọn cái góc này và chỉ cần đứng đu cột như bình thường thôi. Và kết quả ra thì mình cực kỳ bất ngờ luôn. Trời ơi, mình siêu thích cái góc này. Và khi mà mình chỉnh màu nữa thì nó rất là đẹp luôn. Giống như là mình đang ở Nhật thiệt vậy á. Vẫn là cái góc này mình đang nhìn và ngẫm nghĩ. Thì sau đó mình sẽ cho cameraman của mình đi xa một chút. Ok, sau khi mà cameraman đi xa vừa đủ độ và quay lại camera về góc của mình thì sẽ được một cái view như thế này đây. Cái khúc này thì nó sẽ có kiểu cây cối và hàng rào nè, với lại lan can, và ở đằng sau thì có thêm bức tường của chung cư nữa, cho nên là nhìn nó rất là deep và kiểu rất là nghệ thuật luôn á. Kiểu một cái view nó cực kỳ sâu mà mình nghĩ là ít ai khai thác được, cho nên là các bạn nếu mà có đi ra gần sân tennis thì nhớ là hãy thử cái view này cho mình nha. Ok, vậy là hôm nay á, chị
với những cái địa điểm mà nó rất là như là gần nhau á, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là mình có thể chọn được những cái góc cũng như là những cái vật dụng á để mà giúp cho mình có được một cái xuất hình về phong cách Nhật Bản thật là đẹp. Thì mình cảm thấy cái này cũng rất là dễ ha. Các bạn có thể lên cái khu này và các bạn đi vòng thì các bạn có thể kiếm được rất là nhiều thứ, mặc dù nó không phải là một cái khu gọi là quá Nhật, nhưng mà nó sẽ có một chút yếu tố cũng như là những cái màu sắc á nó ép vào thêm. Còn không, nếu như mà các bạn có điều kiện hơn một chút xíu thì chúng ta có thể lựa chọn những cái nơi như là quán cà phê phong cách Nhật hoặc là những cái nhà hàng Nhật. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên like, comment cho video, subscribe cho channel của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Bye.